Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Coin98. Nếu bạn là người mới tìm hiểu thị trường crypto và đang không biết bắt đầu từ đâu, mua bán tiền điện tử như thế nào, thì series hướng dẫn sử dụng sàn Binance này sẽ dành cho bạn ha. Nếu như anh chị em yêu mến Coin98 Insights thì đừng quên scan mã tại đây để tích lũy X-Point và có cơ hội nhận retroactive nhé. Tổng quan series thì mình sẽ chia ra làm 3 video. Video thứ nhất, cách tạo tài khoản trên sàn Binance. Video thứ hai, cách nạp rút tiền cơ bản trên sàn Binance. Và video thứ ba, cách mua bán tiền điện tử ở trên sàn Binance. Ok, thì đây sẽ là video thứ nhất, cách đăng ký tài khoản trên sàn Binance. Tổng quan thì sẽ gồm có 2 bước. Bước thứ nhất là hướng dẫn bảo mật tài khoản và bước thứ hai là hướng dẫn xác minh danh tính hay còn gọi là KYC. Đầu tiên thì mình muốn nói qua một chút sàn Binance là gì. Thì sàn Binance là một sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới và cũng được coi là một sàn uy tín để cho các bạn bắt đầu gia nhập vào thị trường crypto ha. Thì hình dung đơn giản, sàn Binance sẽ đóng vai trò như là một cái cổng trung gian giúp kết nối bạn với thế giới tiền điện tử nhé. Để có thể đăng ký được tài khoản trên sàn Binance thì đầu tiên các bạn có thể đổi ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho dễ sử dụng nhé. Tiếp theo thì các bạn hãy ấn vào cái nút đăng ký này. Ở đây thì sàn sẽ hỏi là bạn đang sống ở đâu và tự động nó sẽ hiện ra là Việt Nam. Thì các bạn chỉ cần ấn xác nhận thôi. Sau đó thì các bạn sẽ có hai sự lựa chọn để có thể tạo được tài khoản trên sàn. Một là đăng ký bằng email, hai là đăng ký bằng di động. Thì tùy các bạn có thể chọn cái phương thức phù hợp nha. Ở đây thì mình sẽ lấy ví dụ là đăng ký bằng email. Thì các bạn chỉ cần nhập email vào thôi. Ở đây là mật khẩu cho cái tài khoản của bạn, thì lưu ý là sẽ có một số yêu cầu như là tối thiểu phải là 8 ký tự này, tối thiểu là một chữ số và tối thiểu là một chữ in hoa. Thì các bạn hãy tự tạo mật khẩu phù hợp với cái yêu cầu này nhé. Cái ID giới thiệu này không bắt buộc thì các bạn có thể xóa đi cũng được. Ở đây thì nó đã tự động tích là tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản dịch vụ của Binance. Sau đó thì các bạn hãy ấn vào tạo tài khoản. Sau khi ấn vào tạo tài khoản thì các bạn sẽ nhận được một cái mã để xác minh email vào mail của mình nha. Thì các bạn hãy mở email của mình lên và lấy cái mã đó. Và copy lại vào đây. Ok, vậy là bạn đã hoàn thành xong cái bước đầu tiên để tạo tài khoản trên sàn Binance. Bước tiếp theo là bảo mật tài khoản để cho tài khoản của bạn có thể được sử dụng một cách an toàn hơn nhé. Thì các bạn hãy ấn vào cái nút là đến bằng điều khiển. Sau đó sẽ có hai cách để các bạn có thể xác minh bảo mật cho tài khoản của mình. Cách thứ nhất là sử dụng cái ứng dụng Google Authenticator. Cách thứ hai là sử dụng xác minh trên điện thoại. Thì thường mọi người sẽ khuyên dùng là cái cách Google Authenticator bởi vì cái độ bảo mật của nó sẽ cao hơn. Thì các bạn cũng có thể sử dụng cái cách này nhé. Ở đây là các bước các bạn cần thực hiện. Thì bước đầu tiên là tải ứng dụng di động. Thì các bạn chỉ cần vào cái phần mềm App Store hoặc là Android của mình và tải cái ứng dụng Google Authenticator này về máy nhé. Sau khi tải xong thì các bạn ấn vào bước là tiếp theo. Ở đây thì các bạn hãy mở cái ứng dụng mà các bạn vừa tải về và quét mã QR để cho cái ứng dụng đó sẽ tự động kết nối với tài khoản Binance của các bạn. Sau khi quét mã QR xong thì các bạn ấn vào tiếp theo nha. Ở đây thì sàn sẽ cung cấp cho các bạn một cái khóa dự phòng. Thì các bạn hãy ghi lại cái khóa này thì để phòng trong trường hợp mà các bạn mất điện thoại thì vẫn có thể khôi phục lại cái ứng dụng Google Authenticator này được. Sau khi ghi lại cẩn thận thì các bạn ấn vào phần tiếp theo. Ở đây thì các bạn sẽ yêu cầu nhập hai mã xác minh. Mã xác minh thứ nhất là xác minh qua email và cái thứ hai là xác minh qua ứng dụng Google Authenticator. Thì để xác minh qua email các bạn chỉ cần ấn vào lấy mã, sau đó vào email của mình và copy mã đó vào đây ha. Còn cái mã xác thực qua ứng dụng Google Authenticator thì sau khi các bạn đã tải ứng dụng này và quét cái mã QR như ở bước trên thì trên ứng dụng điện thoại của các bạn sẽ hiển thị một cái dãy số gồm 6 chữ số như vậy và cái dãy số này sẽ được làm mới sau mỗi 30 giây để đảm bảo độ an toàn cho tài khoản của bạn. Thì các bạn chỉ cần vào app và nhập cái số đang hiển thị trên màn hình. Ok, vậy là bạn đã thành công tạo bảo mật cho tài khoản của mình rồi nhé. Sau khi hoàn thành bảo mật tài khoản thì để có thể sử dụng được tối đa tất cả các dịch vụ trên sàn Binance thì các bạn cần thêm một bước cuối cùng, đó chính là xác minh danh tính hay còn gọi là KYC. Thì các bạn hãy ấn vào xác thực ha. Sau
Sau đó thì các bạn hãy ấn vào cái nút bắt đầu ngay ở đây, thì các bạn có thể thấy được là khi mà các bạn xác thực tài khoản thì sẽ có một số những cái quyền lợi như sau, ví dụ như là hạn mức nạp rút tiền thì sẽ là 50k đô mỗi ngày này, hoặc là hạn mức rút tiền mã hóa sẽ được là 100 BTC mỗi ngày. Còn nếu mà các bạn không xác thực thì ví dụ ở hạn mức rút tiền mã hóa này thì các bạn sẽ chỉ được rút là 2 BTC trong vòng một ngày thôi. Thì để bắt đầu xác thực, các bạn ấn vào bắt đầu ngay nhé. Ở đây thì các bạn hãy lần lượt điền tất cả những cái thông tin cá nhân mà sàn yêu cầu. Thì ví dụ như là các thông tin như là quốc tịch này, số chứng minh thư này, họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh. Thì cái phần này khá cơ bản, các bạn chỉ cần điền từng cái thông tin theo như sàn yêu cầu. Và sau đó thì các bạn đã hoàn thành xong cái bước là đã xác thực cơ bản rồi. Thì thường là sau khi nhận được hồ sơ của các bạn thì sàn sẽ xét duyệt trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên thì thời gian thực tế có thể nhanh hơn. Thì các bạn cứ chờ xác thực tài khoản xong để có thể thực hiện được các giao dịch ở trên sàn Binance ha. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để có thể tạo tài khoản trên sàn Binance. Muốn biết cách nạp và rút tiền lên sàn để bắt đầu giao dịch như thế nào thì các bạn hãy theo dõi tiếp đến video thứ 2 nhé. Dưới đây thì cảm ơn các bạn đã xem tới hết video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.